Đây, từ từ cho bạn xem này cái. Đây, nhìn cái ảnh này. Tôi kể cho các bạn nghe tại sao vụ này xảy ra nhá. Đây. Hôm nay vợ tôi gọi điện tôi bảo là: "Anh ơi, trên đường về thì mua hộ em quả dừa nhé." Ừ, thế là. "Và nhớ là đừng có cắm vòi múc vào. Vì em muốn gọi là gì, em uống em về em tự em xử lý tự xử lý cùi các kiểu ấy." Ở đấy. Thế là mua quả dừa về. Xong bảo là: "Đưa để em cầm dao em bổ quả dừa cho." Cầm dao bổ dừa nghe sai con mẹ rồi. Ơ kìa. Bổ mãi đéo được. Chú đã bao giờ nghe tới vâu giờ chưa chú mặt cười. Rồi nhưng mà từ từ. Xong bổ. Bổ kiểu gì gần gãy mẹ con dao. Con dao mẹ con mẹ mà nửa con dao luôn, vứt con dao đi luôn, mất con dao ở nhà. Xong bảo: "Anh để em anh bảo tôi bảo vợ là thôi. Em ơi, dừng lại. Để anh cầm quả dừa anh ra kia anh bảo người ta thái để em cắt cái phần này cho mình ra cho mình." Chết đừng hỏi luôn mặt cười. Cui ra cho mình. Vợ bảo: "Anh buồn cười nhỉ, anh lên nhà anh để em." Thế là đấy, xong thế bảo xong tôi nghe tiếng bụp bụp bụp. Tôi xuống nhà xem cái gì xảy ra. Thì đây. Vợ tôi cầm cái đinh cắm một quả dừa xong cầm cái khóa vụt vụt cái đinh để mà đục lỗ trên quả dừa đi cũng mẹ tê. Cày vãi cả bìu đi mẹ. Tôi thề sống ở đời 30 năm rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó mẹ mày mất não đến mức này. Có đục được đéo đâu các bạn, mẹ mày quả cái đinh đéo xuyên được quả dừa. Nó đóng chặt con mẹ quả dừa luôn, đéo rút ra được. Xong tôi mang ra hàng tôi bảo là: "Mẹ mày, chị ơi, vợ em lỡ đóng đinh vào quả dừa rồi. Chị chém bay cái phần đầu của hộ em cái." Cô bán hàng cô bụng miệng cười, cô nhìn tôi kiểu: "Mẹ kiểu mày này em ơi. Tại sao lại ra nông nỗi này? Mày làm cái lồ gì ở nhà thế? Nhục đéo chịu được ý." Sâu mặt hứa đô lết năm củ. Cay vãi cả bìu ạ, địch mạng. Nhà mình đúng là cái nhà mất não chung với nhau nó thế. Đấy, mẹ mày, đấy. Nên kinh nghiệm cho các bạn ấy, đấy là gì? Đã đi mua dừa về uống ấy thì bảo người ta là đổ ra cái túi ni lông xong coi ống hút ấy cho, uống cho dễ, hoặc là cắm cái ống hút vào quả dừa rồi uống là cho xong. Chứ địch mẹ đừng có màu mè, em mang về nhà em tự xử lý. Ui, mẹ buồn bó con mẹ đi. Mẹ mày thích đi hỏi vợ là: "Mẹ em bị làm sao đấy?" Xong bảo là: "Em thấy là ở ngoài kia người ta cầm dao chặt dừa được mà." Địch mẹ em ơi, ở ngoài đấy nó dùng dao phay em. Mẹ cái dao đấy là dao chuyên để chặt dừa. Dao đấy nó bén bỏ con mẹ chặt em phát. Mẹ mày, nó còn sắc hơn cả phóng lợn. Mẹ mày cái dao đấy là dao chuyên dùng các bạn. Già vợ ông còn biết dùng đinh với khóa còn hơn nó dùng đầu ông mặt cười.